Xin chào, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Tarot Nhà Giả Kim. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là tình yêu sắp có gõ cửa nhà các bạn hay không. Thì chúng ta có số 1, số 2, số 3, 3 quả cam. Mọi người hãy chọn theo trực giác nha. Mình không muốn lấy 3 đồ vật khác nhau bởi vì mình muốn chúng ta chọn theo trực giác thì nó mới chính xác nhất. Còn nếu như mà mình lấy ba đồ vật khác nhau thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi kiểu nhãn hiệu rồi hình dáng, nên là mình chỉ muốn lấy ba thứ hoàn toàn giống nhau. Nhưng mà nếu như mà các bạn muốn chọn ba đồ vật khác nhau thì có thể comment cho mình biết. Ok, tụ số 1. Chúng ta có tụ số 1, chúng ta có Two of Wands, hai gậy, Page of Pentacles và King of Wands. Tụ số 1, tình yêu có sắp gõ cửa hay không? Thứ nhất là mình thấy các bạn có ba hình ảnh người và đều đang chờ đợi. Mình thấy tụ này hơi có sự sốt ruột nha, đặc biệt là nó có khá là nhiều năng lượng của lửa, cung lửa, sư tử, bạch dương, nhân mã, nhưng mà không quan trọng. Mình thấy rằng là có vẻ các bạn đã chờ đợi một khoảng thời gian khá lâu rồi. Tụ này sẽ có hai kiểu. Một là các bạn đang chờ đợi xem là, nói chung là các bạn có mục tiêu và các bạn đang chờ đợi xem câu trả lời của mục tiêu là mình và cái người mà mình thích đó có đến được với nhau hay không. Hai là các bạn đang sốt ruột bởi vì các bạn biết là sắp có cái gì nó sắp xảy ra rồi. Dù cho các bạn không có ai cả, hoặc các bạn cũng đã để ý được là có một vài người thích mình và các bạn đang nôn nóng xem muốn biết xem rằng là có cái gì nó sắp tới hay không. Có thể là ngoài mặt thì các bạn sẽ nghĩ rằng là không, mình chẳng nôn nóng đâu, mình thấy bình thường. Nhưng mà nếu như mà các bạn thành thật với bản thân mình thì các bạn sẽ tự có câu trả lời là mình đang muốn tiến vào level của tình yêu. Vì mình đã ở kiểu độc thân quá lâu rồi, hoặc là đủ lâu rồi. Mình có một lá bonus cho các bạn là Temperance. Wow, Temperance lại là ngược lại của sự nôn nóng và làm wow, là cái việc chúng ta bình tĩnh, cái việc chúng ta tự rót nước vào cái ly của mình, tức là chúng ta tự cảm thấy đầy đủ với bản thân mình. Và khi mà chúng ta trong cái trạng thái Temperance, mình không hứa với các bạn rằng là sẽ có cái gì xảy ra, nhưng mà một điều mình biết chắc chắn rằng là khi mà chúng ta không quan tâm tới người nào khác mà chúng ta chỉ quan tâm tới bản thân mình thôi á, thì các bạn sẽ thấy rằng là mọi thứ nó vui hơn rất là nhiều. Tức là nếu như mà thay vì hỏi rằng là có cái gì sắp tới hay không, chúng ta tập trung vào bản thân mình và chúng ta cảm thấy đầy đủ thì các bạn sẽ không còn quan tâm tới cái câu hỏi đó nữa. Mặc dù thì để trả lời cho câu hỏi của các bạn là có ai có tình yêu sắp gõ cửa hay không, mình sẽ phải nói là trước mắt thì không. Trước mắt thì cái điều mà các bạn cần phải làm vẫn là work on bản thân các bạn. Mặc dù mình thấy có khá là nhiều cơ hội về học tập này, về thăng tiến, về sự trợ giúp, về nếu như mà các bạn có ý tưởng thì sẽ có một team hoặc là một ai đó, một người thầy hướng dẫn tới với các bạn. Nói chung là sẽ có một cái sự đánh lạc hướng các bạn khỏi tình yêu. Và khi mà các bạn bước trên cái con đường này, các bạn sẽ nhận ra rằng là nó không có quá quan trọng. Và khi mà các bạn biết rằng là nó không có quan trọng thì nó sẽ lại mò tới. Kiểu như vậy. Tụ số 1, mình khuyên các bạn rằng là hãy đi ra ngoài chơi bời với bạn bè. Mặc dù mình nghĩ là có khá là nhiều sự chú ý tới các bạn. Cái tụ này nó mâu thuẫn lắm. Các bạn không tìm được người đúng gu thôi, chứ còn cái người mà thích các bạn thì đầy.
Hiểu không? Tức là khi mà các bạn đi chơi với bạn bè sẽ rất có rất là nhiều người để ý các bạn, có rất là nhiều người kiểu đánh mắt đưa tình nhưng mà không phải là gu của các bạn, hoặc là deep down, tức là tận bên sâu bên trong bản thân á, các bạn chưa sẵn sàng, cho nên là các bạn sẽ kiểu overlook, tức là các bạn sẽ bỏ qua những cái người mà họ rất là tốt nhưng mà các bạn không sẵn sàng để mở lòng, cho nên là các bạn sẽ bỏ qua họ và các bạn sẽ tự nói với bản thân mình rằng là không, chẳng có ai cả, bao giờ tình yêu mới tới, bao giờ người đó mới xuất hiện. Có thể là người đó đã xuất hiện rồi nhưng mà các bạn chưa sẵn sàng để mở lòng và cho người đó vào trong cuộc đời của mình đó. Nhưng mà nếu mà thật sự các bạn muốn nghe lời khuyên của mình á, thì lời khuyên của mình sẽ là hãy đóng cửa lại, hãy vào hang lên núi, hãy đọc sách, hãy làm việc với bản thân mình, làm cái điều mà các bạn thích, những cái sở thích mà các bạn, nói chung là các bạn hãy nghĩ rằng là đây là cái giai đoạn cuối cùng mà mình có thể độc thân rồi. Sau khoảng tầm mấy tháng nữa thôi là mình sẽ có người yêu và mình sẽ không có bao giờ có thể trở lại cái trạng thái độc thân này nữa. Các bạn hãy cứ nghĩ thế đi. Thì các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ làm gì nếu như mà các bạn biết rằng là trong cái năm nay thôi, các bạn, đây là cái năm cuối cùng của các bạn độc thân. Đó. Thì hãy làm những cái điều mà mình muốn làm nhưng chưa từng làm. Ví dụ như là đi đi biển, đi chơi với mọi người, đi học một nhạc cụ mới. Nói chung là hãy làm những cái điều mà mình thích. Và hãy kiểu như là bơi trong cái sở thích của mình nha. Ok, tụ số 1. Nếu các bạn thấy đúng thì hãy like và subscribe. Bye, hẹn các bạn ở trong video lần sau. Mình sẽ có nhiều bộ bài mới. 2. Tụ số 2 chúng ta có 8, à nhầm, tụ số 2 chúng ta có 7 gậy, 6 xu, tụ số 2 các bạn có 7 gậy, 6 xu và the sun. Tình yêu có sắp gõ cửa hay không? Câu trả lời là trong năm nay thôi, mình có thể nhìn thấy được cái tổng quan năm 2024 của các bạn qua 35 bài. Trước hết là đầu năm, mình cảm thấy rằng là các bạn vẫn phải đang đấu tranh để, một là liên quan tới gia đình nha, liên quan tới sự nghiệp, liên quan tới một mối quan hệ cũ, nói chung là một cái gì đó nó vẫn thậm chí nó có thể là về mặt tình cảm, nó không phải là sờ được cầm được nắm được, mà nó là một cái gánh nặng tâm lý các bạn mang theo từ bé chẳng hạn, thì các bạn sẽ phải đối diện với cái điều này. Có thể là các bạn đang phải đối diện với cái điều này từ cuối năm ngoái rồi, một cái điều gì đó mà nó khiến cho các bạn, nó chiếm lấy cái tâm trí của các bạn, nó có thể là sự lo nghĩ về tương lai mình nên làm việc gì. Mình có một lá bonus cho các bạn ở đây là, các bạn có nhìn thấy không? Lá bonus là 7 xu. Các bạn có hai số 7 nha. Có vẻ là cái khoảng thời gian độc thân nó cũng đã khá là lâu rồi. Mình biết là mọi người hay nói rằng là số 7 thì thường là tượng trưng cho sự độc thân và kiểu như là khá là cô đơn á. Nhưng mà riêng với mình thì số 7 nó tượng trưng cho sự thông thái. Đây là cái tụ mà mình có thể nhìn thấy ngay được rằng là các bạn là những người rất là thông minh. Và mình nghĩ rằng là tình yêu nó cũng không phải là vấn đề to lớn ngự trị trong đầu các bạn đâu. Nhưng mà nhiều khi thì các bạn cũng sẽ tự hỏi rằng là nếu như mà có thêm một người khác để mình chia sẻ thì nó sẽ như thế nào? Thì thứ nhất là tình yêu có sắp gõ cửa hay không? Có, khoảng tầm từ giữa năm nay trở đi. Nói chung là
Nó sẽ bắt đầu khi mà các bạn dần tháo bỏ được những cái gánh nặng mà mình đã nói. Nếu mà có một cái gì đó các bạn đã chờ đợi, các bạn chạy trốn khỏi, các bạn đợi nó tự biến mất. Những cái gánh nặng ví dụ như kiểu về mặt gia đình chẳng hạn, có thể là tuổi thơ của các bạn có một cái vấn đề biến cố gì đó. Hoặc là mối tình cũ của các bạn. Nói chung là nó vẫn kiểu như là ám ảnh, đeo bám. Thì các bạn có sẵn sàng để buông bỏ nó chưa? Nếu như mà các bạn đã sẵn sàng rồi thì xin chúc mừng. Cái tụ này mình thấy có người để ý các bạn đó, nhưng mà các bạn không quan tâm đến người ta hay sao ấy. Nói chung là cái tụ này nó cảm thấy nó cứ savage như nào, nó kiểu là người thích các bạn thì các bạn không quan tâm, người các bạn thích thì không quan tâm các bạn, và các bạn cũng không quan tâm khi mà người ta không quan tâm các bạn. Tụi này mình nghĩ là mọi người sẽ kêu rằng là mấy cái các bạn khá là khó hiểu đó. Mình có lời khuyên gì cho các bạn không? Mình nghĩ rằng là các bạn có vấn đề về đứa trẻ bên trong. Lời khuyên của mình cho các bạn rằng là các bạn rất thích sáng tạo đúng không? Các bạn rất là thích âm nhạc, các bạn rất là thích vẽ, các bạn nói chung là những cái việc liên quan tới sáng tạo, nấu ăn chẳng hạn. Đó. Hãy lôi những cái điều đó ra, hãy tìm những cái sở thích mà nó khiến cho cái sự sáng tạo của các bạn nó được bung xõa. Những cái điều mà từ bé các bạn không được phép làm, các bạn bị ngăn cấm làm bởi vì mọi người người lớn cho rằng là nó khá là vô nghĩa, ví dụ như là vẽ vời chẳng hạn, hoặc là nhảy múa. Những cái điều mà mọi người nghĩ rằng là nó sẽ không có ích cho tương lai á, nhưng mà các bạn rất là thích làm khi mà các bạn còn bé. Hãy lôi những cái điều đó ra và làm. Khi mà các bạn kiểu kết nối lại với cái năng lượng ngây thơ của đứa trẻ bên trong thì khá là nhiều điều sẽ được kiểu mở khóa. Cái nói chung là các bạn sẽ mở khóa ra cái cánh cửa về những cái điều vui và không vui trong cuộc sống của các bạn. Và khi mà các bạn dám sẵn sàng đối diện với những cái điều đó và khép lại cái chương, nói chung là không phải khép lại, chúng ta sẽ không bao giờ có thể khép lại hoàn toàn, kiểu chữa lành hoàn toàn được, mà nó chỉ kiểu là chúng ta make peace, là chúng ta yên ổn. Nếu như mà các bạn có thể đối diện với những cái tình huống tương tự mà các bạn đã trải qua, ví dụ nha, khi mà các bạn còn bé và các bạn nói cái gì đó mà người lớn không tin các bạn, nó khiến cho các bạn khi lớn lên trong công việc chẳng hạn, khi mà các bạn nói một cái điều gì đó không ai tin, nhưng mà cái người khác nói thì mọi người đều tin, nó sẽ khiến cho các bạn cảm thấy khó chịu. Đó. Tại sao nó khiến cho các bạn khó chịu? Bởi vì khi bé các bạn nó đã xảy ra cái điều tương tự như vậy. Thì tụ số 2, có rất là nhiều tình yêu xung quanh các bạn. Tình yêu từ bạn bè, từ chính bản thân mình, từ thiên nhiên, từ sự sáng tạo. Nói chung là cái tụ hai này các bạn được sinh ra để sáng tạo, các bạn là những cái đứa trẻ khá là không đi theo số đông á, tức mọi người sẽ nghĩ rằng các bạn khá là như nào nhỉ, thiên về não phải hơn, tức là không phải là con người của khoa học mà là con người của nghệ thuật. Thì hãy để cái điều đó nó tỏa sáng, và khi mà các bạn để cái điều đó nó tỏa sáng á thì tình yêu sẽ gõ cửa. Cái tụ này cũng hơi hướng của sự kiên nhẫn. Nói chung là 2024 á, các bạn sẽ gì nhỉ, hái quả những cái điều mà các bạn đã nuôi dưỡng, những cái mầm cây mà các bạn đã nuôi dưỡng từ những năm qua. Năm 2024 sẽ là năm các bạn được gặt hái. Và mình thấy rằng là tình yêu có tới, nhưng mình cũng thấy luôn rằng là các bạn sẽ, nếu như các bạn không làm việc với bản thân mình thì các bạn sẽ bỏ lỡ nó. Đó. Đó là tụ số 2. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như mà các bạn thấy đúng thì hãy like và subscribe và comment cho mình biết câu trả lời của các bạn nha. Mình rất là thích đọc.
Ok, hẹn các bạn video lần sau khi mà mình có những bộ bài đẹp hơn. Tụ số 3. Số 3 chúng ta có Queen of Cups, 10 xu, The Hermit. Và một lá bonus của các bạn là 7 ly. Tình yêu có gõ cửa hay không? Cái tụ này mình muốn hỏi rồi, các bạn có muốn tình yêu gõ cửa hay không? Tại sao khi mà tình yêu tới thì các bạn lại đóng cửa đấy, khi mà nó đây nhá. Đây là câu chuyện của những bạn mà mở cửa để đợi tình yêu. Nhưng khi tình yêu nó tìm tới cửa thì các bạn lại đóng sập cửa và không cho nó vào. Tại sao vậy? Tình yêu có gõ cửa hay không? Câu trả lời của mình là có, nhưng mà các bạn có mở cửa hay không thì mình không biết. Tụ này các bạn khá là nhiều ly nha, khá là nhiều năng lượng của sự nữ tính, năng lượng của kiểu của nước á, kiểu của biển ý, kiểu nó rất là mềm mại, nó rất là cuốn hút, nó rất là khiến cho người khác muốn lại gần. Nhưng tại sao các bạn lại không để cho người khác lại gần? Đây là câu hỏi. Tụ này là những người mà mình không nghĩ là các bạn dành thời gian để crush. Nó có thể là vu vơ thôi, nhưng mà các bạn sẽ cảm giác như kiểu là đi tìm những cái điều lớn lao hơn. Ví dụ như là đi tìm về vũ trụ, đi tìm về khoa học, tìm hiểu về... Đấy là tụ này là những người rất là thông minh, giống như tụ số 2. Nhưng mà tụ số 2 là thông minh liên quan tới nghệ thuật, thì cái tụ này liên quan tới khoa học. Cái tụ này là muốn tìm hiểu về tri thức của nhân loại. Nó hoặc là cũng không cao sang đến như thế, nhưng mà vấn đề là có những cái điều mà nó đánh lạc hướng các bạn khỏi tình yêu. Và khi mà các bạn rảnh rỗi thì các bạn sẽ suy nghĩ rằng là mình cũng muốn có một ai đó. Nhưng mà hầu hết thời gian là các bạn sẽ không để cho bản thân mình rảnh rỗi. Các bạn sẽ đi tìm việc làm. Các bạn có việc làm thì các bạn tìm việc làm thêm. Các bạn học ngoại ngữ khác, các bạn học những cái bộ môn khác. Nhưng mà tụi này là những người khá là bận rộn. Nhưng mà dạo gần đây hoặc là những năm trở lại đây thì các bạn lại đang... Mình cảm thấy là có cái điều gì đó xảy ra và nó khiến cho các bạn nhìn vào nội tâm của bản thân mình. Và vì thế cho nên là mọi thứ, những cái thứ động, những cái thứ mà các bạn đã làm trong quá khứ thì hiện giờ nó trở nên tĩnh. Tức là các bạn nhìn thiên về cảm xúc nhiều hơn, là các bạn thiên về cái việc là để cho mình cảm nhận tình yêu có... Đó, cái tụ này tình yêu có gõ cửa nhưng tại sao các bạn lại không để cho nó vào? Có thể là những cái người mà đi các bạn á không phải thuộc gu các bạn, hoặc là họ không hiểu những cái gì mà các bạn thích. Các bạn thích nói về năng lượng, về vũ trụ, nhưng mà không phải là cái phái nam nào, nguồn năng lượng nam tính nào họ cũng có thể hiểu được cái điều đó. Cho nên là bạn không muốn để cho họ vào, bởi vì bạn không muốn phải giải thích cái ngôn ngữ của bản thân mình cho đối tượng hẹn hò của mình. Tụi này nha, cái lời khuyên của mình cho các bạn sẽ là hãy lại gần thiên nhiên nhiều hơn. Hãy làm những cái hoạt động mà nó liên quan tới thiên nhiên, liên quan tới động vật. Khi mà các bạn ở ngoài trời nhiều, ở với động vật nhiều, kiểu như là các bạn đi sở thú cũng được. Các bạn đi làm những cái hoạt động mà nó khiến cho các bạn, nó khiến cho các bạn cảm thấy bình yên, khiến cho các bạn cảm thấy mình có thể không phải dùng não của mình nữa, mình chỉ có thể dùng cảm xúc để cảm nhận thôi á. Thì đó sẽ là cái lúc mà nhiều sự chú ý sẽ được hướng về các bạn nhất.
Tức là khi mà các bạn không quan tâm tới sự chú ý của người khác và chỉ quan tâm tới không quan tâm cái gì nữa luôn, nó không nghĩ gì á, thì đó là cái lúc mà sự chú ý nó được hướng vào các bạn nhiều nhất, và là cái lúc mà các bạn được kiểu hỏi thăm, được hỏi xin số điện thoại nhiều nhất. Tụi này mình thấy trong năm nay mình nghĩ rằng là các bạn sẽ có một ai đó, nhưng mà một là các bạn mở cửa hay không thì mình không biết, hai là mở cửa rồi các bạn lại có đuổi người ta ra không thì mình cũng không biết, và mình thấy điều đó đó. Thật sự nha, để mà nói thẳng thật á, các bạn chưa sẵn sàng cho tình yêu đâu. Mình cũng không nghĩ rằng là có ai có thể kiểu đưa cho chúng ta một cái bằng rằng là các bạn đã sẵn sàng cho tình yêu, và kiểu bọn mình bước vào với cái bằng đấy bọn mình có tình yêu, không 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 thể như thế được. Và năm nay á, mình nghĩ là các bạn sẽ được học cái bài học rằng là dù mình không sẵn sàng chăng nữa thì vẫn sẽ có những cái người tuyệt như vậy họ đến, nhưng vấn đề là họ không hiểu được cái ngôn ngữ của mình. Cái sự trớ trêu ở đây là như thế, là họ rất tuyệt, chỉ có điều rằng là các bạn không muốn là những cái các bạn có thể là những cái người thầy cho họ, thì nó có thể là nó sẽ đến đâu đó mình không biết. Nhưng mà các bạn sẽ được học những cái bài học về tình yêu trong năm nay, là những điều mà mình đang thấy ở đây. Ok, mong là nó đã thỏa mãn cho sự thắc mắc của các bạn. Nếu như các bạn thấy đúng thì hãy like, subscribe và comment cho mình biết câu chuyện của các bạn nha. Bye bye, hẹn các bạn ở video lần sau.